Audio Jungle. Chào bà con, thì clip hôm nay á mình quay bà con xem về cái quá trình mà ra hoa và đậu trái của một cây bơ ghép, hay gọi là bơ thường á, bơ ghép á. Thì cái bơ này là mình quay lúc mà ra hoa, nở hoa và tới lúc mà xả nhụy đậu trái. Thì cái bơ ghép này mới tuổi nó là có 2 năm tuổi thôi, thì mình cũng cho cái lượng trái khi nó xả nhụy đậu rất là nhiều. Thì clip này mình quay nó bị thiếu một chỗ là lúc nó xả nhụy trái hạt đậu xanh á thì nó rất là nhiều. Nhưng giai đoạn đó mình bận mất nên không có quay được. Mình sẽ quay được là cái lúc mà nở hoa, đậu trái và trái bằng viên bi. Thì ở clip này mình quay vào con xem như cái nhánh này nè, trái bằng viên bi á, thì vô tình một cái ngọn á mình nhắc đi á thì nó cũng bị gãy rồi, nên là cái tỷ lệ một cái chùm ba trái này nó cũng rụng đi mất. Thì mình cũng khuyên bà con là cái ngọn non này bà con không nên nhắc cho mình nha. Thì với cái bơ ghép này á thì nó xả nhụy xong thì ngọn non mới bắn ra, nên cái tỷ lệ đậu trái rất là cao. Thì cái đó mình quay cho bà con xem về cái quá trình mà ra hoa của một cây bơ ghép 2 năm tuổi. Thì với những cây bơ mà 1 năm, 2 năm tuổi nó có trái bói á, thì bà con không nên để nhiều trái. Vì cái việc mà con để nhiều trái nó sẽ mất sức và gây ảnh hưởng rất là nhiều đối với cây bơ của chúng ta. Có thể ảnh hưởng năm sau cây sẽ rất còi cọc và mất sức sống nếu bà con có chế độ bón phân không hợp lý á. Thì như cây bơ này đó, đó là quá trình ra hoa, thì đây là quá trình đậu trái. Thì mình đã cho rụng rất là nhiều rồi, có thể là tỉa bớt. Thì đây là những cái trái bơ mình để lại. Thì những trái bơ này mình chỉ để sơ thôi, mình còn cho cây bơ này nó sẽ rụng thêm một lớp nữa, để giữ lại khoảng cỡ 10 đến 20 trái thôi. Vì cái bơ mới có 2 năm tuổi nên mình không có muốn cho giữ nhiều. Thì nếu mà bà con muốn giữ nhiều thì bà con phải thúc phân chuồng liên tục và phun bón lá liên tục ở trên cây để cho cây chúng ta nó đủ sức để đủ lực mà nó nuôi trái. Đây, này toàn bộ là cái bơ mình quay cho con. Thì bơ ghép này là một trái nó tới 6 đến 7 lạng á, rất là nặng. Nên cái bơ này bà con để khoảng cỡ 40 trái là coi như là cũng gắt gãy cây rồi. Thì đây mình quay để cho bà con xem và biết được một cái quy trình, một cái quá trình hoàn thiện của một cây bơ từ lúc mà ra hoa và đậu trái như thế nào. Thì thật chắc đó là sẽ rất là khó để quay mà tổng hợp lại những clip này. Nhưng trái cây thêm bùa lắc luôn luôn quay những cái vườn bơ, những cái đám bơ mà từ lúc nó ra hoa, phân tầng, đậu quả như thế nào, để cho con chúng ta xem và biết được cái bơ của chúng ta nó trải qua một cái quá trình rất là dài mà để chúng ta có một cái trái bơ hoàn thiện, không sâu bệnh, không nứt nẻ và đẹp bóng và chất lượng. Đó, như bà con xem á, lúc mình quay ra hoa cũng góc này cũng một cây vải sát bên luôn. Thì mình cũng rất, nói chung là cũng có phun thuốc và điều tiết về nước và độ ẩm á, rất là đều. Thì cái quan niệm của bà con ta á, nếu mà bơ thường thì nó khác, còn bơ ghép là khác nha bà con. Bơ thường chúng ta trồng có thể ít chăm sóc, có thể không chăm sóc luôn, vẫn có trái rất là nhiều. Nhưng mà với cây bơ ghép á, rất là khó. Chúng ta phải điều tiết, chăm sóc đầy đủ dinh dưỡng hết á, thì nó mới đậu cao. Thì cái lúc hồi nãy bà con xem á, dưới góc mình tủ rất là nhiều, nói chung là rất nhiều là đất cát để cho địa độ ẩm cho cây nó tỷ lệ đậu nó cao. Đó, mình quay rất là từ từ cho con xem. Thì cái vườn cây bơ này nó rất là nhiều trái và trái rất là to, nó trái rất đều đẹp á, cuống rất là dai. Thì cái việc mà chăm sóc giai đoạn trái bằng con cái này trở lên thì nó rất là đơn giản. Thứ nhất là con phun cho mình là thuốc nấm cuống, cái thứ hai là thuốc sâu hay là côn trùng chích thuốc, cái thứ ba là con phun cho mình canxi và bóng trái đẹp trái. Thì tới giai đoạn trái này anh sẽ rụng sinh lý rất ít. Vì nếu như đây mình đã kìm hãm được cái lá già, nó già đúng lúc luôn á, thì cái này nó liên quan đến việc chăm sóc của chúng ta. Làm sao để khi mà nó vừa hình thành trái bằng con cái mà ngọn nó già luôn á, thì nó sẽ không bị rụng sinh lý. Thì có những trái nó bị nấm nè, ngay quả này, chúng ta không quan sát, không để ý, chúng ta không thuốc nấm thì nó cũng bị. Cái đó thì lâu lâu nó sẽ bị hình thỏng một hai trái. Thì đó là cái clip mình quay mà chia sẻ cho bà con. Thì mình sẽ quay thêm vài cái bơ bút mà lúc trước mình có quay lúc giai đoạn ra hoa đậu trái như thế nào, để bà con xem được một cái quá trình mà cây bơ chúng ta hoàn thiện rất là dài. Có như cây bơ này quay không? Bà con thấy không? Lá rất là già hết rồi. Thì tới vì tới đây thì nó sẽ phát một cơ đọt lúc mà trái lớn to bằng viên bơ ghép, thì nó to bằng khoảng cỡ trứng gà trở lên, thì nó sẽ phát một cơ đọt đó. Lúc đó mình sẽ hướng dẫn bà con chặn đọt. Thì vì điều kiện là bà con cũng muốn xem một quá trình sớm nên mình sẽ quay tới này thôi. Còn sau này trái lớn mình sẽ quay thêm bà con một cái quy trình là trái lớn để bà con chúng ta theo dõi. Chứ thật chất ra một cây bơ ghép này nó đậu rất là nhiều, trái rất là nhiều, nhưng mình đã cho rụng bớt rồi, nên cái tỷ lệ này bà con không nên lấy năng suất nhiều là trái nó sẽ rụng. Còn đây là cây vải mình cũng quay luôn, sát bên luôn. Thì chúng ta sử dụng thuốc phân hóa mầm ho đều đặn thì tỷ lệ cây ra hoa đậu trái rất là nhiều.
Thì ở cuối clip này mình cũng quay thêm bà con xem là một cây bơ mình chưa lặt bỏ về bơ ghép trái rất là nhiều. Thì hầu như năm 2018 này tỷ lệ bơ thường cũng mất mùa rất nhiều và bơ ghép cũng mất mùa rất là nhiều. Thì nó do nhiều nguyên nhân thì mình nói ở clip 25 rồi. Thì clip này mình sẽ quay lại để bà con xem thôi. Thì một lần nữa mình cũng rất mong bà con hỗ trợ và đăng ký kênh đi, đã theo dõi tất cả video bên trái cây theo mùa lắc để mình có động lực để quay những video cho bà con xem. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi cái clip này.